Xin chào các bạn, mình là Thoa Nguyễn. Hôm nay mình mới phát hiện ra ở trên Facebook của mình có một chị bạn, chị ý chuyên cắt laser. Và hiện tại chị ý cũng đang cắt khẩu trang 3D như vậy nè. Chị chuyên cắt khẩu trang 3D như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tới nhà chị ý để xem cái máy nó hoạt động như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng đi với mình. Let's go, bây giờ chúng ta cùng đi nhé. Đây là chiếc máy cắt laser này các bạn. Nó cắt khá là nhanh. Đó, máy cắt rất là nhanh các bạn ạ. Cái này sau khi cắt xong thì chỉ cần men một đường thôi. Men một đường giống như là cái clip hôm trước mình hướng dẫn đấy. Cái khẩu trang 3D. Cái máy này cắt được rất nhiều các chất liệu khác nhau. Vậy nên các bạn nào mà có nhu cầu cắt vải laser thì các bạn hãy liên hệ với chị Hạnh theo số điện thoại mình sẽ để dưới comment nha các bạn. Và đây là một chiếc sản phẩm được cắt từ ra từ máy kia, cái máy laser đó này. Bây giờ mình sẽ đeo thử nha. Một chiếc khẩu trang rất là hợp tông với cái áo của mình. Đây này các bạn, rất là xinh nha. Mình sẽ đeo thử. Một chiếc khẩu trang rất là xinh. Nếu mà bạn nào muốn dày dặn hơn chút xíu thì chúng ta có thể đeo hai lớp và chúng ta úp lại. Hai lớp rất là an toàn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn.